Xin chào quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Trước mắt quý khán giả thân mến đang xem là một cái mẫu bass sub 50, một mẫu mới về, rất là đẹp ạ. Con này nếu mà nhìn từ trên xuống thì không khác gì như là cái hình ngôi sao ấy. Con này thì nó là ngôi sao 6 cánh các bác nhé. Ngôi sao 6 cánh rất là đẹp. Cái này là cấu hình là củ từ 220 cùng 100. Và có một cái điểm rất là đặc biệt, rất là đặc biệt, nó khác bọt với cả các cái con loa bình thường. Đây, đây lật lên cho các bác xem. À, ở góc này thì không nhìn rõ lắm. Thì ta sẽ lật cầm một tay, cầm một tay thôi nặng. Đấy, cái này úp xuống cái miếng gỗ này nó hơi bẩn cái vành này một tí, các bác thông cảm nha. Đây, các bác có thể thấy không ạ? Nhện đen xì luôn. Các để ý các cái loa bãi xịn ấy, các loa bãi xịn nhìn các cái chất linh kiện nhìn nó xịn sò lắm. Thì cái này nó cũng vậy, nó xịn từ những cái chi tiết nó nhỏ nhất các bác nhé. Màng này thì màng là màng giấy bình thường thôi, nhưng mà pha rất nhiều các cái sợi thủy tinh. Các bác có thể nhìn ngay ở trên cái mặt trên, nhìn ngay mặt trên màng cũng thấy rồi, cái sợi lấp lánh nó nhỏ tí xíu đây này, nhìn cái mặt trên của màng nhé, cái sợi lấp lánh nó nhỏ tí xíu nó đan vào nhau này, rất là nhiều, nhiều cực kỳ luôn. Và nhìn ở mặt dưới, nhìn ở mặt dưới vậy, thì các bác sẽ lật úp chiếc bát này xuống. Đang quay một tay thì lật nó hơi vất vả một tí. Đây các bác có thể nhìn ở mặt dưới màng này. Mặt sau thì bình thường thì nhìn nó sẽ rõ rệt hơn mặt trước các bác nhá. Nhìn này, nhiều không? Sợi thủy tinh nó pha chi chít và dính vào màng. Thì cái này là tác dụng là để tăng cứng cho màng loa các bác nhé. Tăng cứng cho màng loa. Và con này thì màng cực kỳ sâu nữa. Con này nó xương hình tam giác này, nó đan xen vào nhau thì nha là nó che, che thì khá là nhiều cái phần màng. Đây các bác có thể nhìn thấy này, nhìn thấy cái độ dốc của màng. Như con loa mà oánh sân khấu, oánh sự kiện nhá, màng càng sâu thì tiếng nó sẽ đi càng xa. Còn những cái loa mà oánh karaoke, tại sao loa karaoke màng rất là nông? Tại vì nó oánh trong phòng, không cần cái âm thanh phải đi xa, khoảng cách nó chỉ vài mét thôi, từ điểm nọ đến điểm kia trong phòng chỉ vài mét thôi. Nhưng con này thì màng rất là sâu, các bác có thể nhìn thấy này, nhìn cái độ dốc của màng nhé, màng nó sâu hoáy xuống phía dưới luôn, tiếng đi rất là xa, từ 220 cùng 100, rất đẹp, rất phơi. Đấy, cầm con bass rất là nặng luôn. Và bên này đây, nguyên đai nguyên kiện bóc ra thì nó sẽ như thế này các bác nhé. Đấy, hộp thì nhà sản xuất làm rất cẩn thận, hai lớp thùng bìa này, thùng bìa lớp trong lớp ngoài này, và ở phía trong này họ làm một cái bìa, họ đục kia ra xong họ đặt con bass vào đây là nó nằm gọn vào trong này luôn. Nói chung là những cái hàng chất lượng thì nó sẽ cẩn thận từ những cái chi tiết nhỏ nhất. Đây, cái thùng nó làm rất là đẹp, mã là V182201. Đấy, Made in China. Thùng bìa nó làm cũng đẹp luôn, rất là đẹp các bác nhé. Thì ở phía trong này thì anh em thợ thì đang ráp một cặp xúc kép với cấu hình bass như thế này. Đây, mời các bác đi vào trong này. Đây, trước mắt các bác đang xem một cặp xúc kép đang được lên cấu hình là cái cặp bass này. Thì chúng ta cứ quy ước gọi nó là bass bass ngôi sao nhé. Đấy, nói chung là hàng hóa bây giờ nhiều tên gọi quá, nó có quá nhiều cái tên thì thôi, thì bây giờ chúng ta cứ đặt với nhau một cái quy ước chung để gọi một cái tên chung cho nó dễ giao tiếp các bác nhá. Phía chính giữa có lưới này, lưới chống bụi, chống các cái dị vật nào đó nó bay vào nó làm hỏng cái côn loa các bác nhá. Đây, đấy rất là đẹp, nhìn từ phía trên xuống như là hình một cái ngôi sao luôn. Đây, bên này là anh em vừa lắp xong. Đấy, xúc hầm kép. Dòng này nó oánh rất là lực này. Tiếng rất là lực và đi xa nhá các bác nhá. Xúc hầm kép. Oánh phê hơn là xúc mặt, nhưng mà nhược điểm là gì? Nhược điểm là nó thùng với nhiều gỗ nên là bê nó sẽ nặng hơn. Bê nó nặng hơn xúc kép rất là nhiều. À, cái xúc mặt kép rất là nhiều các bác nhá. Hầm kép tiếng sẽ lực hơn và mạnh hơn. Đấy, các bác nhìn con bát này. Đấy, nhìn anh ấy bê con bát anh ấy đặt vào. Nhìn trông phê không? Rất là phê. Đấy. Ở bên này này, thùng các bác nhìn lô thùng mới của DVH này, nhìn này. Sơn xi trông cũng rất là ok. Và đây là các cái lỗ chờ sẵn để bắt bánh xe nhá. Và cái mặt này rất là dày này. Đây này, cái này là nó là hai cái mặt gỗ. Chỗ này là hai cái mặt gỗ tắp vào nhau luôn. Các bác có thể nhìn qua cái lỗ ốc này. Đó nhá, nhìn xuống dưới này, nhìn ngón tay DVH ở dưới nhá. Rất là dày. Cái miếng này là bắt qua cả hai mặt gỗ luôn. Hai mặt gỗ như thế này luôn nhá, nên là cái góc này, cái góc cái miếng gỗ ở trong nó sẽ ra tận góc rồi luôn. Cái mặt góc này nó sẽ rất là cứng và chúng ta bắt bánh xe sẽ được bắt bằng hai lớp gỗ. Cực kỳ chắc chắn, chôn sẵn tán ở bên trong rồi. Chôn sẵn tán ở bên trong là bánh xe. Anh Việt lấy cho em một cái bánh, đặt bánh xe vào đây, bắt con ốc xuyên thẳng xuống phía dưới là ok luôn. Đấy, tán chôn sẵn ở trong. Đây, bánh xe như thế này. Đấy, nhìn phê vào. Rất là phê nha. Ồ, chuẩn đấy nhỉ. Úi rồi. Máy CNC nó cắt để trả chuẩn. Cũng là nói chuyện như đùa. Đây, lắp bánh xe vào sẽ như thế này. Chuẩn đét luôn nhá các bác nhá. Dùng ốc sắt bắt xuyên xuống phía dưới. Rất là đẹp. Đấy, rất là phê.
Đấy, rất là phê luôn các bác nhá. Đấy, toàn bộ thì là bát là về là mới nguyên hộp như thế này, tất cả nguyên đai nguyên kiện như thế này, bóc ra và lắp cho các bác. Đấy, rất là phê, rất là phê pha. Súp hầm này oanh tiếng đi xa cực kỳ luôn. Rồi ok, clip này thì DVH xin phép dừng lại tại đây nhá, dừng lại tại đây và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau. Hôm nào rỗi rỗi nắng ráo đẹp trời, nắng ráo đẹp trời thì sẽ mang cặp súp này ra ngoài trời và sẽ test thử chất âm, và mời quý khán giả thân mến cùng đón xem. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.